Đây một cái khu dân cư quy hoạch có vỉa hè cây xanh khá là bài bản luôn anh chị, và dân cư ở khá đông ha. Đó, một cái khu như thế này ha, thì đường thông hết nha cô chú anh chị. Và đây là cái căn nhà mình muốn giới thiệu đến cô chú anh chị nè. Nhà mình đó, nhà mà xây một trệt một lầu, bao gồm 3 phòng ngủ nha, có phòng ngủ dưới trệt, rất phù hợp với cô chú anh chị nào mình đang có nhu cầu muốn mua nhà đông thành viên ở ha. Đó, nhà phía ngoài mình làm kiểu giống như một cái sân ha cô chú anh chị. Rồi vào trong thì mình sẽ có được khoảng không gian phòng khách nè, bếp, và cuối cùng phía sau là phòng ngủ nha cô chú anh chị, và nhà vệ sinh. Thì đây mình có làm sẵn cho cô chú anh chị một cái bệ, cái bệ sắt này để mình có thể đi vào đem xe lên cho thoải mái nha. Đây, để mình bật cầu dao lên, bật đèn lên cho cô chú anh chị mình xem nha cô chú anh chị. Rồi, sau khi mà bật cầu dao lên nè, đèn nhà rất là đẹp đẽ luôn. Với diện tích ngang 5, dài cho 15m, xây dựng là 3 phòng ngủ, tuyệt vời. Cái mẫu này thì em cũng xây rất là nhiều cái nhà, cái mẫu này để cô chú anh chị mình mua, mình sở hữu ha. Đó, đây là cái phòng ngủ phía dưới nè cô chú anh chị. Phòng ngủ phía dưới, nhà này là nhà mới nha cô chú anh chị, mới hoàn thiện nha. Đi sẵn hết đường dây máy lạnh cho cô chú anh chị luôn. Và đây là cái khoảng không gian, khoảng không gian của nhà vệ sinh nha. Đây là để mình khóa lại rồi cô chú anh chị. Một xíu mình mở khóa rồi mình mở cho cô chú anh chị xem. Giờ mình xem sơ cái phòng ha. Đó, một phòng ngủ dưới trệt nè, nhà vệ sinh, bếp, phòng khách. Rồi, đi ra bên ngoài ha. Ra bên ngoài đây thì mình sẽ đi lên khu này ha. Nhà mình không có đối diện ngay cái ngã ba nên nó rất là đẹp nha cô chú chị, vị trí thoáng nha. Trên đây sẽ có được hai phòng ngủ ở đây cô chú chị ơi. Hai phòng ngủ nữa ha. Nhà gần khu vực cầu lớn Ngốc Môn, đường Nguyễn Văn Bứa nha cô chú anh chị. Bên đây nhà này sổ hồng riêng. Lên đây nè, cầu thang lên mình sẽ có một khoảng không gian phía trước, một khoảng không gian phòng ngủ nè, hai phòng ngủ. Mình đi từ sau ha. Đây có nhà vệ sinh đây cô chú anh chị, nhà vệ sinh ha. Rồi phía sau lại có thêm một cái khoảng không gian sân phơi rất to luôn, giếng trời, giếng trời. Đây cũng như lối thoát hiểm ha, rất to. Rồi đây mình sẽ lên trước ha, phòng ngủ nè, một phòng ngủ, hai phòng ngủ. Rồi đây có khoảng không gian này phòng thờ ha, còn không thì để bộ salon cũng thoải mái làm phòng khách phía trên. Rồi phía trước đây, trước này cái ban công quá rộng luôn, nhà này quá tuyệt vời của chú chị. Thôi khỏi ra ngoài luôn nha cô chú chị, ra ngoài luôn đi, quay nè, xung quanh dân cư ở nè, dân cư ở nè, trường học quá cô chú chị, trường học cấp 1, cấp 2 ha, cái vàng vàng á. Rồi xung quanh đây dân cư ở khá là đông này, đường xá thông, xe hơi đậu trong nhà thoải mái luôn. Đó, cô chú anh chị nào quan tâm căn nhà này 5 x 15, giá 1.250.000 thì liên hệ với em, mua bán công chứng sang tên trong ngày cho cô chú anh chị luôn. Xin cảm ơn, hẹn gặp lại cô chú anh chị ở những video tiếp theo. Nhớ bấm nút đăng ký kênh ủng hộ em nha cô chú anh chị.